Xin chào quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình huyện Ba Bể. Chương trình hôm nay sau phần tin là các phóng sự, ý chí thoát nghèo của người dân vùng cao xã Đồng Phúc, thượng giáo ổn định hoạt động sau sắp nhập đơn vị hành chính mới. Bây giờ là nội dung chương trình. Trước những dự báo khó khăn về nguồn thu trong năm 2020, ngay từ những ngày đầu năm này, Tri Cục Thuế huyện Ba Bể đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác thu bảo đảm chính xác đầy đủ, phần đấu thu đạt 30 tỷ đồng theo chỉ tiêu kế hoạch sao. Với những giải pháp đồng bộ hiệu quả triển khai ngay từ đầu năm, đến nay huyện Ba Bể đã thu được hơn 3,7 tỷ đồng, đạt trên 12% kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sau, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành thuế tập trung đồn đốc các địa phương và đơn vị, thực hiện đúng nghĩa vụ nộp ngân sách, bám sát các khoản thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Tập trung vào các nguồn thu lớn như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Đồng thời, ngành chức năng của huyện Ba Bể cũng tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, nhanh chóng. Xác định Bí xanh thơm là một trong những cây trồng chủ đạo mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, nên năm 2020 huyện Ba Bể tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng này lên 72 ha. Diện tích bí xanh thơm được trồng tập trung tại các xã Địa Linh, Yến Sương, Quảng Khê và Thượng Sáu. Thời điểm này cây bí xanh thơm đã phát triển thân lá và hiện người dân đang làm sàn, chăm bón vun gốc và che chắn nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cây sinh trưởng, phát triển để giúp người dân có đầu ra ổn định, đưa cây bí xanh thơm trở thành cây hàng hóa chủ lực. Các ngành chuyên môn huyện đã tích cực vào cuộc để giúp người dân định hướng, tổ chức liên kết, hợp tác gắn tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm đầu ra ổn định để việc mở rộng diện tích trồng bí xanh thơm trên địa bàn huyện thật sự bền vững. Thưa quý vị khán giả, Đồng Phúc là một trong những xã thuộc diện khó khăn của huyện Ba Bể, giao thông không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều ấn tượng nhất ở nơi đây chính là nhiều hộ đồng bào dân tộc Giao đã quyết tâm xin thoát khỏi diện hộ nghèo. thôn Lũng Mình, xã Đồng Phúc có 40 hộ dân tộc Giao định cư ở đây lâu đời với 170 nhân khẩu. thôn cách trung tâm xã khoảng hơn 4 km. cả thôn có khoảng 300 ha rừng sản xuất, diện tích đất trồng lúa hai vụ có hơn 20 ha. Hiện hầu hết các hộ trong thôn đều trồng chè san tuyết, đây là giống chè nổi tiếng vùng này, hương vị chè này khó lẫn với các loại chè khác. Năm 2019, qua giả soát thôn Lũng Mình có 23 hộ nghèo, trong năm đã có 4 hộ xin tự thoát nghèo, đó là các hộ ông Triệu Hữu Quan, Triệu Xuân Trình, Triệu Khải Sinh và Triệu Xuân Phương. Ban công tác mặt trận thôn để là uh, làm công tác tuyên truyền vận động gia đình tự vươn lên thoát nghèo rồi là gia đình tôi cũng muốn làm gương cho xã hội làm gương cho thôn bản là gia đình tôi đăng ký trước cho thôn bản là thoát nghèo và là tiếp tục làm công tác vận động trong thôn bản là mọi người trong thôn cùng nhận thức được là không trông chờ ý lại cho nhà nước hỗ trợ là mình tự bản thân mình tự vươn lên thoát nghèo. Những năm qua, thôn Lùng Mình đã nhận được sự quan tâm đầu tư của nhà nước thông qua các nguồn vốn như 135-30A, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ thôn xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Hiện thôn đã có nhà họp thôn kiên cố, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Thôn chúng tôi còn hộ nghèo là rất rất là cao, những năm qua được đảng chính quyền địa phương ấy, tổ chức vận động tuyên truyền thì có bốn hộ xin thoát nghèo. Tới nay lãnh đạo thôn chúng tôi tiếp tục công tác vận động tuyên truyền đến người dân hiểu cùng nhau phát triển kinh tế về nhiều hộ gia đình là xin thoát nghèo đến nay đời sống của các hộ dân trong thôn đã có nhiều đổi thay. cả thôn hiện có trên 12 hecta trẻ san tuyết, trong đó xã đã hỗ trợ thôn trồng mới hơn 10 hecta và hỗ trợ máy sao chè để chế biến ra sản phẩm. nhiều hộ mỗi vụ thu hoạch được trên 30 đến 400 kg trẻ khô với giá bán ra thị trường hiện nay là 150.000 đồng một kg. đến nay thu nhập bình quân đầu người được quy đổi lương thực của thôn là 600 kg một người một năm từ các khoản thu nhập khác trong thôn, hầu hết đã có nhà cửa kiên cố chỉ còn hai hộ là nhà tạm. Trong năm 19 thì đối với xã Đồng Phúc thì còn là 38,7% số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cũng rất là cao. Nhưng mà được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền xã và bằng những cái nguồn lực của nhà nước thì trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo được trên hai phần trăm. thì trong công tác giảm nghèo này thì địa phương cũng ghi nhận và biểu dương 5 hộ trên địa bàn xã Đồng Phúc có 4 hộ ở thôn Lũng Mình Việc nhiều hộ nghèo ở thôn Lũng Mình có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện xin thoát nghèo cho thấy nhận thức của người dân đã thay đổi chuyển biến tích cực. Thay vì trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, đảng bộ chính quyền xã Đồng Phúc ghi nhận biểu dương nỗ lực thoát nghèo như cách làm của người dân lủng Mình là mô hình cần nhân rộng. Đây là động lực quan trọng để thay đổi nhận thức của người dân cũng như chính quyền góp phần thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thượng giáo là đơn vị hành chính được thành lập mới theo nghị quyết số 855 NQUB TVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội của huyện Ba Bể. Sau lễ công bố vào ngày 1 tháng 3, đến nay đơn vị hành chính mới xã Thượng Sáo đã bước vào làm việc đảm bảo ổn định, nền nếp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như phục vụ tốt nhu cầu đến giao dịch của người dân. Theo nghị quyết số 855 NQ ubtv 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Ba Bể có một đơn vị hành chính mới được thành lập là xã Thượng Giáo. Sau sắp nhập đơn vị hành chính mới, Thượng Giáo có diện tích và quy mô dân số tăng lên. Điều này đòi hỏi cấp ủy chính quyền xã Thượng Giáo cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên mọi phương diện, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì xã chúng tôi cũng đã thống nhất và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức. Đối với cái công chức thì thì chúng tôi đã căn cứ vào cái cái, cái, cái trình độ chuyên môn của từng công chức để chúng tôi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với cái trình độ chuyên môn của mình được đào tạo để làm sao mà cho cái việc mà thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn trong thời gian tới. Để quá trình vận hành của xã Thượng Sáo mới đi vào hoạt động hiệu quả, huyện Ba Bể đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất. Huyện đã kiện toàn ổn định bộ máy lãnh đạo, bố trí sắp xếp phù hợp các vị trí việc làm đúng với trình độ, năng lực, giải quyết về nghỉ chế độ cho những người đủ điều kiện. Hiện nay, tổng số cán bộ công chức tại xã Thượng Sáo mới gồm 25 người. Sau sắp xếp, huyện đã bố trí cho một người về nghỉ chế độ theo chế độ. 8 người chuyển đơn vị khác. Sau khi tổ chức công bố thành lập đơn vị hành trình mới vào ngày 1 tháng 3, xã Thượng Giáo đã thông báo địa điểm làm việc là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cao Trị Cũ. Việc thông báo này giúp cho công dân thuận lợi trong liên hệ công việc, giải quyết các nội dung liên quan. Sau khi mà chuyển xuống đơn vị mới thì bản thân tôi thì cũng gặp một chút bơ ngỡ vì là môi trường làm việc và được sau một thời gian này được thủ trưởng cơ quan đơn vị và các đồng chí trong cơ quan thì là tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân tôi nên là đã quen được môi trường làm việc và à, bản thân tôi thì cũng sẽ cố gắng hơn nữa để mà hoàn thành tốt công việc của mình sau khi ra mắt đơn vị hành chính mới, xã Thượng Sáo đã tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ công chức để mọi người làm quen, trao đổi và chia sẻ công việc hỗ trợ nhau. Đến nay, cơ bản các bộ phận chuyên môn dần đi vào ổn định, tư tưởng cán bộ công chức thoải mái, hầu hết các bộ phận đều được bố trí phòng làm việc đầy đủ. Xã chỉ đạo các bộ phận phải thực hiện tốt chức năng quyền hạn của mình, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân đảm bảo liên tục không bị gián đoạn. Sau khi mà tổ chức xong cái lễ công bố thì chúng tôi cũng đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho anh em đồng thời cũng song song với đấy là bố trí các cái phòng làm việc cho phù hợp để đảm bảo thực hiện được cái nhiệm vụ không bị gián đoạn đến nay thì hoạt động của đơn vị đã đi vào ổn định dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự đoàn kết thống nhất cao của toàn hệ thống chính trị tin rằng bộ máy của đơn vị hành chính mới xã thượng sáu sẽ vận hành hiệu lực hiệu quả góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. Quý vị khán giả vừa theo dõi trang truyền hình địa phương của huyện Ba Bể. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.